sẽ đến ngay vòng đấu thứ hai. Và điều mà chúng ta cần được biết là bây giờ với quyền chọn bên, Jin Dong đã trở về đội 1. Đúng là như vậy, JDG họ sẽ quay trở về đội 1, trong khi đó T1 họ sẽ tiếp tục bước ở đội 2. Bây giờ thì JDG quyết định cấm họ là cấm đi Rumble kết hợp với cả Poppy. Poppy thì Honor chơi rất tốt rồi, không cần phải bàn cãi. Trong khi đó thì Rumble được cấm, có vẻ như họ không tự tin với con bài này bởi vì họ là đội tuyển được pick trước. Họ đã không còn tự tin với Rumble đường trên nữa, họ cấm luôn. Poppy là lực cấm được giữ. Và Akali sau ván đấu đầu tiên, như vậy là Nai đang muốn chọn đầu tiên con Orianna. Trong khi đó thì T1 dù qua bên phía đội 2 thì họ vẫn giữ nguyên nhân lực cấm y chang ván 1. Như vậy quyết định cấm đi Javan, trước đó là cấm đi Rakan kết hợp với cả Nico. Điều này đồng nghĩa với việc là JDG họ có thể nghĩ tới Orianna bởi vì Akali được cấm rồi. Tất nhiên là Akali nếu như đi lane thực sự phải là thực sự tốt, và hơn nữa tận dụng tốt cái chiêu cuối của mình ở những thời điểm đầu ván đấu thì mới có thể có tác dụng. Và quyết định của JDG là cấm đi cho an toàn con bài Akali này và sử dụng là Orianna. Một vị tướng đang có tỷ lệ xuất hiện rất cao trong giai đoạn cấm chọn, hơn 93%, và tỷ lệ thắng cũng rất là cao với số lượng ván thắng vượt trội hơn so với lại ván thua. Giờ đây thì câu trả lời của mình sẽ là gì? Đầu tiên họ cứ chọn trước hai xạ thủ đường dưới cái đã. Nhưng mà anh Lâm dự đoán giúp tôi một cái là ai đánh con gì? Tôi nghĩ là Keria sẽ đánh con As, còn Gumayusi sẽ sử dụng Caitlyn ở trong ván thi đấu này. Đó là dự đoán của tôi. Còn JDG nếu như lấy Kalista thì họ có thể lấy thêm một xạ thủ đánh ở vị trí hỗ trợ nữa. Ngoài ra thì nếu như họ muốn chơi tới thì những vị tướng như Nautilus hay Leona cũng là những cái lựa chọn nó khá là thú vị để có thể bắt lại hai vị tướng xạ thủ đối phương. Tất nhiên là phải chờ chiêu cuối nếu như chơi chắc chắn, nhưng nếu như mà đối phương mắc lỗi thì có thể bắt luôn ở thời điểm cấp độ 2, cấp độ 3. Bây giờ quyết định của họ là Kalista, chơi mạnh mẽ đối công luôn với đối phương. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là liệu JDG họ sẽ lấy hỗ trợ nào. Rất quan trọng nha, họ cần phải có hỗ trợ có khả năng all-in. Mà all-in phải có tỷ lệ thành công cao, tại vì chắc chắn là cái tầm hoạt động của bên phía Jin Dong là thua rồi đó. Trừ khi nào họ đánh cái kiểu như là Varus, Kalista đường dưới. Nhưng tôi nghĩ Missing không có khả năng sử dụng một cái combo tướng như vậy ở khu vực đường dưới cùng với lại Ruler. Thì Jin Dong cần thêm thời gian để suy nghĩ. Họ sẽ chọn cho Kanavi con Vi một lần nữa. Trong khi đó thì Faker đã quay trở lại với lựa chọn anh ta dùng nhiều nhất trong sự nghiệp, Azir. Đúng là như vậy, anh ta sẽ quay trở lại với con bài Azir này. Quyết định cấm đi Nautilus bởi vì T1 hiểu rằng là nếu như Missing cầm những vị tướng mang thế hướng là xạ thủ cấu rỉa máu thì anh ta sẽ không phát huy tối ưu được, bởi vì rõ ràng đây không phải là sở trường của Missing. Còn quay trở lại với những cái lực cấm của JDC, bây giờ họ sẽ phải cấm đi những vị tướng đi rừng mang thế hướng là cover dành cho Faker hoặc là những vị tướng carry đường trên. Tôi nghĩ rằng bên phía T1 thì cái lượng sát thương họ đã tạm đủ. Bây giờ họ cần phải có những người phụ làm nền là chống chịu mở giao tranh. Vẫn còn khá nhiều lựa chọn dành cho Nơ. Mà trước hết thì chúng ta cứ tập trung tiếp vào giai đoạn cấm chọn đã. Jin Dong tin rằng là bên phía T1 luôn luôn cho Z đánh carry, và khi tới giai đoạn 2 của cấm chọn thì họ loại đi Gwen. Như vậy là ý định của Jin Dong là đánh cờ xanh T và số 9 đúng không ta? Có thể sẽ là Kasate xuất hiện, và có thể là con bài Aatrox nữa, bởi vì Aatrox ở thời điểm đầu ván đấu vẫn thua thiệt một chút xíu so với cả con bài Gwen này. Đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Còn bây giờ thì JDG quyết định cấm của họ là cấm Gwen ở đường dưới, à đường đi rừng. Một con tướng mà có thể khả năng hỗ trợ dành cho Faker tối ưu, và hơn nữa cặp đôi là con bài Azir kết hợp cả là con bài Rell này đã giúp cho T1 vượt qua đội tuyển ở vòng tứ kết. Như vậy thì sẽ là một vị tướng nào đây? Vẫn sẽ như dự đoán chúng ta là một vị tướng đi rừng mang tính chất hỗ trợ đồng đội. Lần này sẽ là Maokai trong tay của anh để cho Z được chọn cuối. Còn việc khóa vào cờ xanh T của 369 chúng ta cũng đã dự đoán được. Vậy thì Missing đánh gì? Rồi Missing, câu hỏi là anh ta sẽ đánh gì? Đánh hỗ trợ cấu rỉa máu hay là đánh tướng mở cơ bắt? Mở luôn. Hai xạ thủ họ là sẽ là hai xạ thủ đường dưới này, nhưng chắc chắn Kalista cứ là cả Senna thì ở đầu thời điểm đầu vào đấu á sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một phần là sải tay của Senna thì có, nhưng anh ta là yếu máu, trong đó thì Kalista sải tay thì ngắn, đan thì to nhưng lại sải tay thì ngắn, nó sẽ gặp một chút bất lợi so với cả Caitlyn kết hợp với cả con bài Ashe kia. Còn Kasate đường trên không phải là vị tướng mà có khả năng gọi là ôn kèo, bởi vì vẫn còn Aatrox nếu giữ khoảng cách thì vẫn sẽ ổn ở thời điểm đầu vào đấu. Và khi mà đạt cấp độ 7 với những cái đồ trên người thì chắc chắn là Aatrox sẽ không còn ngại Kasate nữa. Như vậy chúng ta vẫn sẽ có hai xạ thủ đường dưới cho bên phía của Jin Dong, với Missing sẽ cầm Senna và Kalista trong tay Cooler.
Dù gì thì đây cũng sẽ là một lựa chọn giúp cho cái tỷ lệ kiểm soát được đường dưới của Di Đông sẽ tăng lên rất là nhiều. Đúng là như vậy, và có thể là JDC họ sẽ quan tâm tới cái đường trên nhiều hơn trong ván thi đấu này, bởi vì rõ ràng là con bài ơi chốc sẽ gặp một chút khó khăn và cánh rừng của Vi có thể sẽ đẩy từ dưới lên trên nếu như Vi đẩy từ dưới lên trên Honor. Nhưng mà hơi đáng tiếc là con bài Maokai là con bài hơi khó để băng trụ. Có lẽ rằng là Vi sẽ vẫn khởi điểm từ dưới lên trên để anh ta có thể sẽ can thiệp lên 369 càng sớm càng tốt. Bây giờ thì thực ra tôi nghĩ rằng ở trong ván đấu này thì cái tỷ lệ mà 369 Kanavi bị cướp rừng nó sẽ giảm đi khá nhiều. Với Maokai thì không phải là vị tướng bạn dọn rừng quá nhanh ở trong khoảng thời gian ban đầu, nhưng so trực tiếp với lại con Rail chẳng hạn thì cái áp lực đó nó sẽ giảm bớt. Đây có thể là ván đấu mà Kanavi sẽ có một cái vòng rừng khởi đầu nó an toàn hơn. Đúng rồi, đúng thế, và tôi cũng nghĩ rằng là Kanavi anh ta sẽ có được một cái vòng rừng nó an toàn hơn. Trong khi đó thì cái mảng trên là thời điểm mà đầu game T1 gặp sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Orianna sẽ được đánh giá là cửa trên một chút xíu so với cả con bài là con Azir. Trong đó thì đường trên Kasate cũng sẽ đẩy được trong kèo đấu này, và chắc chắn những cái áp lực xung quanh phần rừng cánh trên của T1 sẽ gặp nhiều vấn đề. Nhưng bù lại thì T1 sẽ có một cánh dưới có xu hướng đẩy cao hơn so với cả bên kia. Đại diện của khu vực chủ nhà T1 đã có khởi đầu trong mơ khi dứt điểm đối phương sau 24 phút trong ván đấu đầu tiên. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai, khi mà hạt giống số 1 VBL Jin Dong chuyển qua bên phía đội 1 và T1 hạt giống số 2 LCK bên phía đội 2. Điểm qua những cặp siêu cấp bên cả hai team là hiện tại thì chúng ta thấy là Nai ta cầm là một cái thiên thạch trong đấu ruler, là mưa kiếm anh ta muốn đi lên một cách tối ưu. Và hơn nữa thì Missing cầm hồi máu, trong đó ruler cầm thanh tẩy. Ở bên này thì Kumajusi không phải là mưa kiếm mà anh ta quyết định cầm bước chân ở top, tức là anh ta vẫn sẽ lên đồ theo hướng là sát xạ thủ chủ lực. Trong khi đó thì Caria là mưa kiếm và anh ta có thể kích cho mình cái lá chắn sớm để có thể cấu chuyển máu đối phương. Chúng ta sẽ điểm qua những cái vòng rừng của hai team sẽ là như thế nào đây. T1 tiếp tục có một pha di chuyển rất sâu vào phần sân của đối phương với Caria dùng máy quét để gây áp lực. Sau đó Honor cũng di chuyển vào theo. T1 hình như họ vẫn quyết tâm kiểm soát vòng rừng của Kanavi ngay từ cấp độ 1. Giờ đây thì 4 thành viên của mỗi đội đang đứng nhìn nhau ở khu vực bãi chim. Bán xạ tiễn của đội đã trúng, Missing là người mất máu, nhưng Caria cũng bị dính rất nhiều sát thương. 369 chết và 369 cũng đang có mặt ở đây. T1 vẫn đang tiếp tục tràn lên, Missing thấp máu, ngay lập tức bên phía T1 cũng đang rút ra, không rút ra hết, họ vẫn đứng để hỗ trợ cho Honor giải quyết bùa xanh của đối phương. Rất nhiều thành viên của hai bên thấp máu, tán xạ tiễn gây sát thương liên tục. Missing tuy còn đủ một chấm máu mà thôi, Kanavi đâm trúng vào Honor, Honor giật ngược ra, sát thương trả lại liên tục. W nâng thành công và chiến công đồng nhất cho Honor. T1 có được thêm một điểm hạ gục nữa khi mà Kumayusi trước điểm Missing. Rõ ràng là T1 họ đã rất tự tin trong việc là tiến thẳng vào phần rừng của JDG trong tiểu này. Bởi vì nếu như đánh theo kiểu là đọ sát thương thôi, tôi cảm nhận là JDG sẽ mạnh hơn. Nhưng sải tay và tầm kỹ năng là thứ mà T1 có, và T1 giữ khoảng cách cực kỳ hay ở pha thi đấu vừa rồi. Nó khiến cho JDG tiến lên không được mà lui về cũng không xong. Và từ đó T1 có một pha trao đổi lợi thế về máu trước đã. Sau đó cấp độ 2 đã có đến từ One và anh ta tốc biến tới để giữ cho đối phương và giúp cho T1 có được hai mạng. Các bạn có thể nhìn thấy là T1 họ giữ khoảng cách rất tuyệt vời, với cái tầm chiêu đánh giá là xa hơn, tầm sải tay của Kevin được đánh giá là xa hơn so với đối phương. Và Kumayusi anh ta gây được cực kỳ nhiều sát thương ở pha thi đấu này. Đó chính là cái tiền để giúp cho T1 họ có được một pha giao tranh thành công. Và hơn nữa, Honor đã cấp độ 2 khi mà anh ta trừng phạt và lấy được những con chim nhỏ. Việc mà Honor có một pha lao lên để ôm được đối phương lại cũng cực kỳ bất ngờ khi mà ta xử lý rất nhanh trong tình huống quyết đoán của mình. Chưa kể là lợi thế bây giờ, một lần nữa T1 lại có lợi thế rất lớn, xạ thủ của họ chẳng mất gì cả, không mất đi tốc biến, vẫn có được một điểm hạ gục, một điểm hỗ trợ. Bây giờ lại cực khỏe ở đường dưới. Và hơn nữa thì anh ta có được một mạng trên người, chưa về nhà mua đồ. Những cái áp lực ở đường dưới này, Ruler cũng gặp Missing sẽ phải hứng chịu một cách vô cùng nặng nề. Trong khi đó thì Honor sẽ về phần rừng của mình để hướng tới cấp độ 3 càng sớm càng tốt. Kèo đấu này là kèo đấu mà 369 cùng với cả Zerg đang đánh đúng cái kèo. Đó là 369 anh ta đẩy được và đang muốn proxy lính. Trong khi đó đường dưới, những cái lớp kiên trụ sẽ là thứ mà T1 họ mong muốn. 369 sẽ farm lính sâu trụ để khai thác được giai đoạn đầu không sự mạnh lắm của Aatrox trong tay của Zerg. Nhưng mà ít nhất tôi nghĩ rằng mặc dù là bên phía của Jin Dong đã thất bại trong pha giao tranh cấp 1 cực kỳ căng thẳng đó, nhưng ít nhất là cái vòng rừng của Kanavi ở trong ván đấu này nó đã tốt hơn. Anh ta đã có thể giải quyết vòng rừng cánh trên của mình và sau đó có được cua trên. Bây giờ đang di chuyển dần về phía khu vực cua dưới. Anh ta sẽ đi ngang qua một con mắt thay ma mà bên phía của T1 đã để lại trong bụi. T1 biết Kanavi quay ngược trở lại. Honor có trừng phạt. Kanavi hình như trừng phạt chưa hồi, nhưng Honor đã phải lui ra.
Calabi giữ được màu đỏ này, mặc dù trừng phạt không có bởi Calabi còn ở dưới có tấn công nhẹ nhàng với người Wumayusi. Wumayusi lùi về được ở trong tiểu này. Còn bây giờ thì Honor sẽ phải về phần rừng mình để anh ta có thể farm tiếp. Faker trong ván tiếp này, anh ta cầm mưa kiếm và hơn nữa thì đối phương không có tốc tiến nữa. Nên là Faker đang có một giai đoạn đi lane được đánh giá là rất ổn với một Corona trong kèo đấu với Azir như thế này. Còn bây giờ, Kasate 369, anh ta vong xin lính ở giữa trụ 2 và trụ 3. 369 đang có những pha xử lý rất tốt ở khu vực cánh trên. Honor có mặt ở đường dưới, bắt Ruler phải tốc biến nhưng góc này có quá hẹp hay không đây? Ruler vẫn lui về được trụ, anh ta đã bị ôm lại, anh ta vẫn đang bị bắn liên tục, đã có thanh tẩy phát đạn cuối cùng sẽ có và đó là Keria. Tầm đánh của Asa phát huy tác dụng, Missing còn đúng một chấm mẫu. Karavi đang tới, đấm ai đây? Đấm Honor. Và Honor nằm xuống, Keria bật lá chắn quay ngược lại trả sát thương. Karavi tốc biến để dứt điểm đối phương với double kill cho xạ thủ của Shindong. Và sẽ là tình huống mà phản ganh thành công bởi Calavi. Anh ta đã có được 2 mạng. Trong khi đó thì JDG họ chỉ nằm xuống 1 mạng duy nhất của Ruler mà thôi. Và ở thời điểm hiện tại, JDG cùng với cả T1 đang có lượng tiền bằng khít nhau, 8.700 so với cả 8.800 tiền. Và thế trận đang là rất mở dành cho cả hai team. Tốc độ của ván thi đang được đẩy lên cực kỳ cao. Căng thẳng thật sự, mới chỉ hơn 5 phút trôi qua và chúng ta đã có 6 mạng chia đều cho cả T1 và Shindong. Như anh Lâm cũng đã nói là không hề có quá nhiều sự chênh lệch về tiền giữa hai đội. Nhưng có một điều mà tôi cảm giác rằng sẽ nguy hiểm dành cho T1 là bởi vì con Vi này đúng nó vậy. Đã rất khác với con Vi trước. Một con Vi mạnh sớm và đặc biệt có đủ trang bị, nó sẽ rất áp lực ở thời điểm cấp 6 và Canavi sẽ không bị chậm thời gian lên cấp độ nữa rồi. Tình huống Ruler anh ta câu được khá nhiều tài nguyên của đối phương và đợi cho Canavi tới. Canavi với bùa đỏ trên người, anh ta đủ sát thương để kết liễu Honor trong tình huống này trước và sau đó thì anh ta tấp biến lên để tránh đêm dài lắm mộng. Bởi vì nếu như không tấp biến thì anh ta có thể sẽ bị thả diều đến từ những pha thả bẫy ra bởi Wumayusi. Và ít nhất là Canavi đã có được một pha double kill. Còn Missing thì anh ta chơi một cẩn thận, anh ta sử tốc biến để có thể lùi về ở pha thi đấu này. Một tình huống đổi mạng thì T1 họ lỗ so với đối phương. Đây, Canavi đang liên tục có những tình huống áp lực. Lần này thì anh ta có mặt ở một thời điểm mà đợt lính của Zed đang rất là xấu khi nó đẩy cao, nhưng mà cũng không dành nhiều thời gian lắm bởi vì tôi nghĩ là 369 đang khá là ổn với cái thế trận ở khu vực đường trên. Còn Honor thì đang muốn liên tục tạo áp lực ở khu vực cánh dưới bởi vì đường giữa thì Faker cũng đang kiểm soát được đợt lính và đẩy lên cao. Honor đã vòng ra được sau lưng của Ruler và Missing, nhưng đợt lính này là đợt lính đẩy. Và Honor nếu như bước thêm một vài bước nữa, Ruler là người sẽ bị giữ chân lại, nhưng khoảng cách của Messi và Keria là khá xa. Và sẽ an toàn bởi Ruler trong tình này. Honor đứng rất xa so với cả Keria cùng với cả Wumayusi. Do đó thì tạm thời Ruler sẽ an toàn. Và những tình huống giao tranh liên tiếp đến từ cả hai team. Ở thời điểm đầu ván đấu, T1 họ có được chiến công đầu và họ bóc được tương đối nhiều tài nguyên đối phương. Hơn nữa thì Honor lấy cấp độ 2 trước, lợi thế dành cho T1 là tương đối nhiều. Nhưng những tình huống trao đổi liên tiếp xảy ra trên bản đồ, JDG đã có xu hướng là họ bắt đầu lật ngược trở lại. Bởi vì Kalista Ruler không bị thọt nhiều nữa, anh ta đã có một điểm hạ gục và một điểm hỗ trợ. Khi đạt cấp độ 6 thì chắc chắn cặp đôi này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra vì Canavi đang xanh và hơn nữa cấp độ 6 đang rất gần anh ta, thời điểm đó sẽ là những áp lực tẩy vào người của T1. Canavi đang có mặt ở cánh dưới đúng thời điểm mà đợt lính của bên Shindong đang cần được đẩy để có thể giúp cho Ruler và Missing lui về an toàn và có thể là suy nghĩ về việc kiểm soát rồng nữa. Honor có mặt ở đây để có thể hỗ trợ cho đường dưới của mình. Cả bên đều quyết định lui về, một tình huống giữ chân thành công, nhưng Shindong cũng không lao lên để tấn công vào Wumayusi và Kera trong pha vừa rồi. Hiện tại thì Missing cùng với cả Ruler đều không có chiêu cúa, không có tốc tiến. Do đó thì T1 họ đang muốn đánh xuống cánh dưới này tương đối nhiều, nhưng hơi đáng tiếc dành cho họ. Đây chỉ là một con Maokai đi rừng mà thôi, một vị tướng không có quá nhiều đột biến trong cái tình huống ganh để thể được đầu ván đấu. Do đó thì cả hai team đều sẽ chờ một cách an toàn, bách phát với chúng tung ra, ngắm thẳng Missing để tạo ra một cái thế có được cái lượng máu tốt và Faker đang di chuyển xuống đường dưới này. Chưa có bất kỳ một cái cơ sở nào để T1 hay là Shindong nghĩ về con rồng cả. Mặc dù T1 là đội luôn luôn có được nhiều áp lực hơn ở khu vực đường dưới, nhưng mà Honor thì lượng sát thương vào rồng hạn chế. Và mặc dù áp lực như vậy nhưng họ cũng không có nhiều lắm cái khoảng trống để có thể ăn rồng trước mặt của Shindong. Cho nên là đã là phút thứ 9 của ván đấu thứ hai, chúng ta vẫn chưa có con rồng đầu tiên. Một thế trận được thiết lập cách tương đối cân bằng đến từ cả hai team. Bây giờ sẽ là thời điểm mà Zed có thể chơi một cách thoải mái với cả 369 rồi. Cấp độ 7 đã có, cấp độ 8 luôn rồi. Anh ta sẽ có 4 điểm của chiêu quy và hơn nữa sẽ có được một vài món trang bị trên người. Giữ vị trí ổn và cấu rỉa máu trước làm mềm Kasante thì khả năng đi lane của Golachop sẽ thoát khỏi cái giai đoạn nguy hiểm giống như giai đoạn đầu game. Và đây là thời điểm mà T1 họ có thể nghĩ tới, đó là con sứ giả khai đứt nếu như họ muốn. Canavi 6 rồi nha. Đây là một trong những lượng sức mạnh quan trọng nhất của Vi và ngay lập tức Canavi có mặt ở khu vực hang sứ giả. Điều còn lại mà bên Shindong cần để tổ chức
cho tình huống ăn sứ giả là 369 sẽ về nhà mua đồ và di chuyển về khu vực này. Missing thì đã có mặt đây ở giữa để cố gắng tìm cách, không biết có lên được cấp 6 hay không. Ở trong tình huống này đợt lính ở đường giữa khá là nhiều, hết đủ kinh nghiệm không ta? Đủ không ta? Anh ta có thể lên được cấp độ 6 hay không? 9 phút 13 giây rồi, nếu như mà hứng đủ thì có lên thể đó sẽ lên cấp độ 6. Bây giờ Vi, một vị tướng có khả năng kiểm soát sứ giả rất tốt ở thể đầu bàn đấu. Anh ta là người kích sứ giả này trước và T1 họ không muốn mạo hiểm quanh sứ giả này bởi vì họ biết rằng là mình có Azir, mình có Maokai, những vị tướng cần phải farm. Quyết định của họ là đổi mục tiêu, sẽ không lỗ so với đối phương. Tại vì họ đã ra sứ giả muộn hơn, Kanavi là người ra trước. Và một công Vi khỏe như thế này lên cấp độ 6 trước thì T1 cũng tôn trọng người đi rừng của Shindon để có thể đổi mục tiêu còn ở cánh trên. Thì 369 đã khô máu, nhưng ta không khô máu một mình. Kanavi có mặt ở đây, Z cũng đã bật chiến binh tận thế. Tuy nhiên, suy nghĩ của Shindon là làm gì? Họ quyết định không băng trụ. Và Z cũng rất là khéo léo khi mà anh ta không trao đổi chiêu thức với đối phương nhiều để tránh việc mình rơi vào ngưỡng máu nguy hiểm. Bởi vì rõ ràng người chơi đi rừng của T1 đang ở mảng dưới. Bây giờ Maokai Honor cấp độ 6 đã có, quyền lực thiên nhiên đã có, đang xuống ở dưới này. Nhưng chắc chắn là JDG họ biết, bởi vì người chơi đi rừng của T1 đã đi qua tầm nhìn. Cái khả năng cắm mắt của Shindong ở khu vực đường dưới quá tốt. Missing và Ruler luôn biết cách để có thể tự bảo vệ bản thân khi mà họ đã xác định được ngay từ đầu là Honor xuống đường dưới liên tục. Nhưng mà ít nhất thì với sự có mặt của Honor thì bên phía của T1 vẫn đảm bảo được rằng đường dưới của họ đã thắng. Chênh lệch về lính là có, và lớp giáp trụ thì bên phía của T1 cũng có. Để về không? Rất có để về không? Không để cho đối phương về, 369 đây ta có mở đường, vẫn giật về. 369 vẫn thoát đi được. Thời điểm này thì anh ta sẽ về nhà, tôi không biết là có đủ tiền lên trang bị chưa, chắc là chưa đâu tại vì anh ta lên kéo trần gai trước. Thực ra thì tôi đang thắc mắc là liệu rớt anh ta lên sát lực trong ván thi đấu này nó có hợp lý hay không? Bởi vì anh ta đi kèo với cả Kassante và hơn nữa thì anh ta sẽ cần phải là người lao thẳng vào giao tranh ở trong ván thi đấu này. Và đối phương lại có nhiều khả năng bảo kê. Ví dụ như là cái chiêu cố của Senna, ví dụ như những cái lệnh phòng hộ của Orianna. Thì có thể là cái kiểu lên đồ này nó sẽ hơi thiếu hiệu quả so với cả có chiêu yếp huyết. Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Vì đây là một cái dấu hỏi rất lớn, những trận khác thì nó sẽ ok. Nhưng trận này có thể sẽ là một cái đường mà có nhiều rủi ro. Anh ta gọi là đã xác định là con Aatrox hiệu quả nhất là Aatrox sát lực, cho nên ta chơi từ đầu đến cuối luôn, không hề thay đổi cách lên trang bị của mình. Đã có một vài người chơi đường trên khác thì họ có chuyển đổi giữa cái cách lên trang bị chuyển hấp huyết đấu sĩ và lên theo hướng là phần sát lực, mà riêng Z thì đã chọn là anh ta trung thành cái lựa chọn của mình. Kanavi nha, nãy giờ T1 rất khéo ở cái điểm là Kanavi đạt được ngưỡng sức mạnh sớm, T1 né hết, né không cho Kanavi tận dụng được cái ngưỡng sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ thì Kaoria cũng là Humayushi đang tấn công từ đường dưới này. Họ có Maokai bảo kê, còn ở mạng trên không, Vi đã quyết định lộ diện đường giữa rồi. Do đó thì chắc chắn T1 họ sẽ an toàn trong tiếng này. Để giúp cho T1 có được những cái lớp kiến trụ sứ giả thả ra đường giữa để giúp cho JDG họ có được nhiều lớp kiến trụ. Do là cái trụ một đường giữa của T1 nó còn tới 5 lớp giáp trụ cho nên họ tự tin để khoảng trống cho Shindong có thể thả sứ giả. Giờ đây thì Honor và Faker đang đứng nhìn vào Kanavi, bắt Kanavi phải tốc biến. Faker cực kỳ áp lực trong tình huống vừa rồi, trao đổi như vậy thì rõ ràng Faker là người lời. Kanavi suy nghĩ về chuyện đấm xuống nhưng ta phải đấm về khu vực chim của mình. Và hiện tại cả hai team vẫn đang chơi một cái chậm rãi, cẩn thận và từ tốn. Và nếu như đánh với tốc độ như thế này thì T1 sẽ là người hài lòng hơn. Họ tránh sức mạnh con Vi. Chúng ta chưa thấy cái tả số vô địch của Vi là quá hiệu quả. Và hơn nữa đó là Honor, Faker và cả Z đang có thời gian để họ farm tiếp để hướng tới giao tranh 5v5. Vừa rồi thì do Faker đã mất phân chia thiên hạ cho nên là Nai đã tự tin để có thể chiếm được quyền kiểm soát ở khu vực đường giữa. Sau đó gọi thêm cả Missing và Ruler ra để có thể lấy thêm lớp giáp trụ. Honor thả một cú quyền lực thiên nhiên, nó có thể giữ chân Missing lại. Nhưng thiên quanh liệu có tiến lên được hay không? Vẫn chưa tiến lên được. Rớt từ phía sau lao tới. Anh ta đã tìm được Ruler, bổ liên tục Ruler đại băng tiện bắn không trúng ai tả. Kanavi không có tốc biến, xoáy trúng và Honor nằm xuống nhưng Kanavi cũng đi luôn. Mỗi bên mất một rừng. Nhưng đây là giao tranh 5v4, T1 họ có 5 người, trong khi đó JDG họ chỉ có 4 người mà thôi. Và người còn lại của JDG là 369 đang đẩy đường trên này. Vare và T1 trao đổi không có lời so với đối phương. Chính xác là như vậy, họ chỉ trao đổi mạng đổi mạng. Nhưng sau đó thì 369 có một khoảng trống khá là lớn để có thể có thêm được nguồn tài nguyên. Và rất là người lỗ trực tiếp khi mà pha dịch chuyển xuống đó của anh ta không đem lại bất kỳ một lợi thế nào cho cá nhân rớt cả. Và hiện tại thì những mục tiêu lớn chuẩn bị sẽ hồi sinh. Sứ giả Kenneth,
gần 2 phút nữa sẽ xuất hiện. Trong khi đó thì con rồng 1 phút nữa sẽ hồi sinh. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này, tình huống mà Che có ý đồ bởi Missy. Ngỡ tưởng rằng anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm bởi vì đây là con Senna, nhưng có định mệnh vẫy gọi của Ruler đã kéo vào người Missy lùi về vị trí an toàn, và hơn nữa là xử lý thông tin rất chuẩn đến từ JDG. Họ sốc sát thương vào Honor với cái lượng sát thương đến từ Nai cùng với cả là một con Vi trong tay của Kanabi, và từ đó tạo ra thế 1-1 để giúp cho 369 đẩy ở đường trên. Đường trên của bên phía Jin Dong vẫn vững vàng như một hòn đá tảng. Anh ta đẩy được đợt lính vào, Zed sẽ kịp có mặt để có thể hứng. Nhưng đây là thời điểm mà 369 sẽ về và hoàn thành, cũng như sẽ hoàn thành xong được trang bị lớn đầu tiên của mình. Ở thời điểm phút thứ 15 này, tiền thì cũng không chênh lệch nhiều. Jin Dong là người đang có lợi thế với khoảng chừng 400 hơn so với lại Siwa. Nhưng có một điểm là JDG họ đã tung ra tương đối nhiều phép bổ trợ ở pha giao tranh vừa rồi. Dù là không có tốc biến Missing, cũng không có tốc biến và hồi máu. Do đó đây là thời điểm mà T1 họ có thể sẽ chủ động trong việc là kiểm soát mục tiêu lớn. Họ quyết định lấy dầm. Thực ra đội hình của họ đánh giao tranh là dễ hơn so với đối phương về giai đoạn sau, đặc biệt là phút mid game và late game, với khả năng thải quyền lực thiên nhiên với con Aatrox cùng với cả một con Azir kia. Do đó thì nhiệm vụ của T1 rất đơn giản thôi, lấy rồng là cái thứ nhất, thứ hai là ngắt mạch rồng của đối phương là ổn rồi. Họ sẽ không cần quá phụ thuộc vào linh hồn rồng, tất nhiên có tốt. Nhiệm vụ của họ lớn nhất là không cho đối phương có được linh hồn rồng. Nhưng mà pha rồng này ngay lập tức thì là Jin Dong lời hơn, do là họ lấy được cái trụ một đường trên cho 369. Nhưng mà về lâu dài, T1 đã có được hai rồng. Mặt rồng của họ đang được duy trì và đây là một con rồng khá ngon, rồng lửa. Vậy dòng lửa sẽ giúp cho cả hai team được cường hóa sát thương trong ván thi đấu này. Và hiện tại thì JDG đội hình của họ là con Vi có thời gian, nên là họ phải hết sức cẩn thận trong việc là những kiểm soát những mục tiêu lớn tiếp theo. Đang một tấn công Faker, quyết định lao thẳng vào Faker. Honor đứng kế bên để hỗ trợ Faker tốc biến khỏi lệnh sóng âm, nhưng ta vẫn đang bị đấm liên tục phân chia thiên hạ, giúp cho Faker sống. Không thể tin nổi, Faker sống ở tình huống này. Một tình huống mà Faker ta tấp biến để né chiêu cuối của này, và ta sống sót một chấm máu trên người. Tình huống này chắc chắn là JDG họ đã set up từ trước, bởi vì họ biết rằng 369 có dịch chuyển, trong đó thì rất không. Từ đó thì họ tạo ra một thế gánh, nhưng không có mạng dành cho JDG trong tình huống này. Và hơn nữa, JDG họ đang muốn tấn công công trình ở đường dưới. Một cái combo mà tưởng đâu không thể nào fail được là tả xung hữu đột kết hợp với lệnh sóng âm. Nhưng mà vẫn có một cái khoảng cách giữa, một cái sự chệch nhịp giữa Nai và Kanavi, do đó Faker đã kịp tốc biến thoát đi. Anh ta không bị dính lệnh sóng âm. Và cái lệnh sóng âm nó mất một chút khoảng thời gian để có thể nổ. Và từ đó thì Faker tận dụng khoảng thời gian khoảnh khắc tích tắc đó tấp biến để né đi. Nhưng bây giờ T1 họ đã có được con sứ giả này. Nếu như xét về tiền thì T1 họ lỗ so với đối phương trong những tình huống trao đổi vừa qua, nhưng ít nhất là đội hình họ đang né được những cái sức ép của đối phương bằng việc là có được sứ giả. Và hơn nữa thì Faker anh ta vẫn farm ổn, nhưng bây giờ Faker không có tốc biến. Nếu như anh ta chết ở mạng này, nó sẽ là một cái thảm họa dành cho T1. Hơi khó chết. Faker nhận thấy là khu vực rừng bùa xanh của mình đang tối thui tối hù, và ta không thể nào bước lên được tiếp trong trường hợp mà cái, đặc biệt trong hoàn cảnh mà cái trụ một bên dưới của ta đã mất rồi. Quay trở lại với tình hình thực tế, với hai trụ có được, Jin Dong bắt đầu tạo ra được khoảng cách về tiền so với T1. Hiện tại con số nó ở mức khoảng chừng 2.000, là một con số tương đối lớn. Thực ra JDG từ đã có đại bên kia tung ra là phần chính xác. Thực ra JDG họ cũng có những tình huống ép đối phương rất là tốt. Tuy nhiên T1 cũng có cái độ kéo léo nhất định trong những tình huống né gạch. Còn bây giờ T1 họ muốn thả sứ giả Thế Đức ra đường giữa này. 369 đang từ từ di chuyển từ phía cánh dưới tới. Sứ giả đang chuẩn bị đưa ra cú hút của mình. Nó sẽ chưa dứt điểm được trụ, chưa đủ sát thương dứt điểm trụ. Kanavi đang gồng quy. Rất cũng đã có mặt với đồng đội của mình. Honor bung chiêu cuối ra, sứ giả đã bị trụ phá hủy. Và T1 vẫn chưa có được trụ một bên giữa. Thực ra tôi nghĩ rằng về được là may rồi. Tình huống này, tình huống Honor cũng cái chiêu cuối nó quá là kinh khủng đi, bởi 369 bọc cánh. Đây là một góc tương đối khó chơi bởi T1 bách phát chúng tung ra. Kanavi còn một chấm máu. Và bây giờ cái áp lực ở trụ đường giữa của T1 là không còn nữa. Và ít nhất là T1 họ sẽ an toàn trong việc là đẩy trụ và lùi về được. Chưa có trụ dành cho T1, nhưng JDG họ cũng có những cái động thái để đáp trả ngược lại. Và cuối cùng thì bách phát chúng của Gumanji nó khiến cho những cái áp lực đó tan thành mây khói. T1 đang rất thèm khát những công trình của bên phía Jin Dong. Có rất nhiều trụ một của Jin Dong ở đường giữa và ở đường dưới đang ở ngưỡng máu thấp. Và họ sẽ có được nó ở khu vực đường giữa khi mà Jin Dong đã phải lui về. Nhịp này là nhịp mà T1 ăn trụ, và họ đã có được trụ một đường giữa. Một cái trụ một sẽ giúp cho T1 kiểm soát con rồng tiếp theo dễ dàng hơn. Nhưng JDG họ có một điều là họ có cái lượng tài chính tốt hơn so với cả T1 để có thể kiểm soát con rồng tiếp theo này. Chắc chắn giao tranh tiếp theo của ván thi đấu nó sẽ nằm quanh khu vực hàng rồng, và đây có thể sẽ là giao tranh định mệnh. Bây giờ vẫn chưa phải là ngưỡng sức mạnh T1. Đây là thời điểm mà JDG đội hình của họ sẽ phát huy sức mạnh sớm hơn so với đối phương, và chắc chắn là JDG họ muốn là lấy con rồng này, họ ép buộc phải ép giao tranh để khiến cho cái áp lực nó lớn hơn. Áp lực đang đè lên trụ một đường giữa của T1.
Canavi đấm vào Honor nhưng đội của anh ta ở khá xa để có thể tiếp cận. Honor lui về được. Và lúc này hai đội đang dần dần di chuyển về phía khu vực hang rồng. Đây là con rồng mà Jindong không thể buông bỏ. Bắt buộc họ phải có được nó. Và Tiêu Anh, họ muốn né con rồng này. Họ đã có hai con rồng làm vốn rồi. Đội hình của họ như tôi đã nói đó là không cần phải có linh hồn rồng quá sớm. Nhiệm vụ của họ là tránh cho đối phương có được linh hồn rồng. Hai con rồng sẽ giúp cho họ buông bỏ những mục tiêu không cần thiết nếu như họ không muốn giao tranh. Đây là lúc mà đúng là Tiêu Anh đang không có được quyền kiểm soát ở khu vực hang rồng. Xong thì họ không có tầm nhìn. Trụ thì họ đã mất ở khu vực đường dưới. Họ có được trụ một đường giữa để có thể phần nào đó cân bằng lại. Nhưng cái thế lính nãy giờ thì của Jindong đang làm tốt hơn xung quanh khu vực hang rồng. Nhưng mà sẽ có một nhịp mà Jindong phải lui về. Thì chúng ta hãy xem trong cái khoảng thời gian 30 giây trước khi rồng ra này, Tiêu Anh có dấn về phía sông hay không. Nếu họ dấn về phía sông thì họ vẫn đang muốn đánh. Faker đi từ đường giữa ra, Tiêu Anh vẫn muốn đánh pha này. Tiêu Anh có vẻ như muốn đánh một tình huống hơi mạo hiểm hơn, mà hơi mạo hiểm dành cho Tiêu Anh. Nếu như họ chơi an toàn, họ có thể tìm cách gỡ ở đường trên. Nhưng quyết định của họ là giao tranh trong cái thế là ít tiền hơn so với đối phương. Hơn nữa cái chất tướng của Tiêu Anh ở thời điểm này vẫn chưa ủng hộ cho họ trong việc giao tranh so với cả JDG. Faker còn một khoảng thời gian nữa mới hồi lại tốc biến, đó là thứ rất quan trọng nha. Khi rồng ra thì tốc biến của Faker sẽ chưa hồi lại. Tôi đang rất là tò mò xem là còn bao nhiêu giây nữa thì tốc biến của Faker hồi. Đó sẽ là một cái bất lợi khá là lớn dành cho Tiêu Anh, bởi vì cái khả năng play của anh ta với phân chia thiên hạ nó sẽ bị hạn chế khá nhiều. Rồi bây giờ thì Tiêu Anh sau khi đẩy xong đường giữa với cái đĩa mặt trời được dựng lên đến từ Faker, họ đã kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. JDG đã muốn di chuyển thẳng ra hang rồng. Đại băng tiễn đã trúng, Honor bắt đầu tiếp cận vào, họ ôm được vào Canavi nhưng Honor đang bị cô lập, anh ta bị đấm liên tục. Honor tốc biến đi không kịp, Honor là người nằm xuống. 369 có mặt, cú xoáy thành công khiến cho Zed gục ngã. 369 tràn thẳng lên với pha tốc hành, nhưng Jindong thấy rằng mình đã lấy được những cái mình muốn, họ quyết định giật ngược trở về. Họ đang tìm góc để đánh con rồng này dễ dàng hơn, bởi vì góc này là góc hơi xấu. Honor đang chạy thẳng ra khu đường giữa trước đã, sau đó họ mới tiến thẳng tới khu vực hàng rồng, đẩy đường giữa tạo tiên cơ tiến ra hàng rồng. Và chúng ta thấy được sức mạnh đến từ Senna kết hợp với cả Orianna ở pha giao tranh vừa rồi ở một góc hẹp. Quá nhiều khiên được búp lên và T1 không có bất cứ một cách nào để họ có thể xuyên thủng được cái hàng phòng ngự đấy. Bởi vì 369 là người đến sau. Faker vẫn đang cố gắng nhìn về phía rồng nhưng anh ta không có trừng phạt. Chẳng cách nào Faker có thể giữ con rồng này cho T1 cả. Và con rồng đầu tiên thuộc về nhà vua LPL. Và hơn nữa là JDG họ có được hai mạng ở pha thi đấu đó. Và từ đó họ có được cái lượng tài chính gia tăng lên con số hơn 3k đấy. Chúng ta sẽ cùng xem lại thế này. Tình huống mà mở đại bác tiễn bởi Galeria, nó trúng vào người Canavi, người có thể sẽ cần phải focus bởi T1 trong thế này. Tuy nhiên khả năng búp đến từ một con Senna là quá khủng khiếp. Đúng vậy. Và hơn nữa là cái xoáy tung ra nó cũng rất là khó chịu. Những cái lệnh phòng hộ tung ra nó cực kỳ khó chịu bởi này. Và đây là giao tranh tạm thời là 5v4 trước, mà JDG họ giao tranh vẫn thắng được. Thì khi mà người chơi đường trên của JDG táp xuống là 369 thì chắc chắn đó sẽ là kết quả có lợi thuộc về JDG. Và tình huống vừa rồi tôi nghĩ rằng họ đã quá mạo hiểm trong việc là cố gắng kiểm soát dòng này. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là chính là điều mà chúng ta đã nhắc trước khi pha vô thành công, cả Faker vẫn chưa có tốc biến. Nếu như anh ta có thì anh ta có thể lao vào để hỗ trợ cho Honor một cách tốt hơn và tự tin hơn trong tình huống đó. Nhưng T1 đã không có được tốc biến của Faker và cái giá phải trả là họ mất tới hai mạng. Đặc biệt là lúc này, Ruler sau ván đấu đầu tiên không có nhiều đất dụng võ thì hiện tại anh ta đang khá là khỏe. Mặc dù bên phía bên kia Kumayushi vẫn có được hai món trang bị lớn giống như Ruler, nhưng cái áp lực mà Kalista có thể tạo ra ở thời điểm giữa của ván đấu thì nó sẽ rất là ghê gớm. Và hơn nữa Vi cũng đã có được hai đồ rồi. Canavi ở thời điểm này ta đã có dù đen cùng với cả một cái búa dù sát thần, và hơn nữa có búp Orianna cùng với cả Senna nữa, thì lao vào giao tranh nó rất là kinh khủng. Và ác chốc trong ván thứ này ta lên đồ theo thiên hướng sát lực sẽ gặp một chút khó khăn nếu như JDG họ đúc giáp vào trên người. Đúng rồi. Và hơn nữa đó là JDG họ có thể sẽ nghĩ tới con Baron, bởi vì nếu như T1 không thua giao tranh được rồi, JDG sẽ khó kiểm soát Baron hơn. Nhưng do T1 đã mất đi hai mạng cùng với cả một con rồng, JDG họ sẽ kiểm soát con Baron tiếp theo, sẽ lấy nó làm điểm quyết thắng. Đoạn này là đoạn mà T1 rất khó đánh nè. Lý do là do Honor đang không có tốc biến. Bất kỳ một pha mở nào của Honor hay bất kỳ một pha nào Honor bị bắt lại, anh ta sẽ nằm xuống. Cho nên bây giờ T1 đang phải đánh ở thế phòng ngự bị động và né mọi giao tranh có thể. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Tùng Lâm là đây là lúc mà Jindong có thể suy nghĩ về việc ép Baron. Chỉ cần câu thôi, họ kéo Honor về phía hang Baron và họ bắt được anh ta là xong, tại vì anh ta không tốc biến. Và Tiêu Anh cũng hiểu điều này, họ đang muốn kiểm soát tầm nhìn, nhưng mạn sông không có bất cứ một cái tầm nhìn nào của Tiêu Anh được cắm ra. Trong khi đó thì JDG họ đang muốn di chuyển rất từ từ, tiến thẳng vào phần rừng của Tiêu Anh. Đây là điều mà chúng ta đang nói nãy giờ.
Baron đang có, Kim Đông đang áp lực và Honor luôn luôn phải là người đứng cao. Vì đội hình của T1 thì ta trâu nhất nhưng ta lại không có tốc biến. Ví dụ như một cú ràng buộc thành công của Missing là Honor đi. Và backpack là chúng ngủ mà Yuxi không giải quyết quá nhiều vấn đề. Cái lớp kia thì búp lên bởi Nai. Còn bây giờ thì rớt, anh ta đã có được hai món chuẩn bị lớn rồi. Anh ta bắt đầu muốn luôn ra vị trí phía sau của JDG. Nhưng với kiểu lên đồ sát lực thì anh ta tương đối mỏng, phải hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn tình huống la bạn. Đại băng tiện trúng một Kanavi Queen, tuy nhiên cũng đẩy Faker. Anh xin lỗi, quan Keria là người bị chính trận sóng âm. 369 đang tiếp cận, cú Yuxi bị bắt lại và đó là Kanavi tự tay dứt điểm anh ta luôn. 369 tiếp cận được tuyến sau của T1, Kanavi lại lao vào đấm và Honor đã phía bên này, anh ta bị bế ra và 369 dứt điểm luôn. Rất đang phải lui về, nay còn đúng một chấm máu, Jindong chỉ mất một người mà thôi. Và hiện tại thì Jindong họ có thể nghĩ tới cái Baron này, về nhà có dịch chuyển bởi này. Một tình huống mà cố gắng mở đến từ T1 ở pha thi đấu đó, hai bên không nhưng mà sát thương của họ là chưa đủ. Và hơn nữa thì Guma Yuxi bị khóa lại bởi các thành viên của JDG. Bởi bây giờ xạ thủ của T1 không có Honor, không có tồn tại, làm sao trừng phạt lại bên kia có Kalista. Zed vẫn đang cố gắng di chuyển tới. Faker dịch chuyển từ nhà ra với đầy đủ tài nguyên. Anh ta có phân chia thiên hạ, anh ta có tốc biến, anh ta vừa mua thêm Nanasor. Baron 1000 máu, Baron dành cho Jindong. Zed đang gặp nguy hiểm, anh ta không còn tốc biến nữa. Anh ta bị bắn liên tục với Missing. Nai bắt đầu tiếp cận, Keria đã gục ngã. Faker lao vào tìm kiếm Ruler, nhưng Ruler không nằm xuống mà Faker mới là người gục ngã. Và Baron dành cho JDG. Bây giờ cái cửa của T1 trong ván thi đấu này đã là rất khó rồi. Bách phát với chúng làm gì đây, không có chúng tác dụng. Và tất nhiên là chúng rồi nhưng không có tác dụng. Bây giờ JDG họ đã vươn lên dẫn trước so với đối phương là 7k tiền, bù lại Baron ở trên người. Và họ sẽ nghĩ tới những công trình của T1. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Định mệnh vây cọi, kéo Missing về vị trí an toàn. Và sau đó thì quyết định phản công bởi JDG. Guma Yuxi anh ta bị giữ chân lại trong khi sử dụng lưới 90 và phải nằm xuống rất nhanh, vẫn còn tất biến ở trên người. Và sau đó thì JDG họ càn lên đội hình ở thời điểm mà ngưỡng sức mạnh đánh xoay quanh nhau cực kỳ khủng khiếp. Và JDG có một pha giao tranh thành công, rất nỗ lực của anh ta không lấy được mạng của này. Bởi vì nếu như lấy mạng lực của này thì có thể là JDG sẽ không tấn công được Baron này. Và sau đó thì JDG họ đã có bù lại Baron với cái dây vò và Faker. Trong nỗ lực mà anh ta quyết định lao thẳng vào thì anh ta lại phải nằm xuống. Faker nhìn thấy Ruler thấp máu, nhưng Ruler đã có thể thoát xa khỏi tầm tấn công của Faker và khiến cho đường giữa của T1 trong cơn say máu đã phải gục ngã. Giờ đây thì Jindong đang rất thoáng đường để có thể tìm thấy được thắng lợi đầu tiên của mình trong cặp BO5. Lúc này thì chênh lệch về tiền giữa hai đội sắp lên con số 10.000 rồi. Và con rồng thứ ba vẫn sẽ là con rồng định mệnh của T1. T1 họ đã cố gắng để kiểm soát con rồng đó trong cái ngưỡng sức mạnh của đối phương và họ đã phải trả giá. Bây giờ thì JDG họ có được hai con rồng lửa và họ đã có bùa lợi và đòn trên ngừa đang đẩy ở hai cánh. Cánh giữa thì Guma Yuxi đặt ra rất nhiều bẫy, do đó quyết định của JDG là kiểm soát rừng và chạy xuống đường dưới. Zed đã đem về tiền thưởng mục tiêu sau khi dứt điểm được trụ một đường trên cho T1. Nhưng vấn đề là đội hình của Jindong vẫn đang có bù lợi Baron đẩy thẳng vào khu vực đường dưới, cũng đã có được trụ và đó là trụ 2. Sau đó thì họ đang đợi được lính ở khu vực đường giữa tràn vào để lấy nốt một cây trụ nữa. Tổng cộng Jindong ở thời điểm hiện tại sẽ có được 5 trụ ngoài của T1. Và họ đang nghĩ tới những cái trụ bảo vệ nhà lính không? Quyết định họ là về nhà phòng thủ nơi chốc này. Bởi vì đây là trụ có tiền thưởng mục tiêu, Zed chỉ lấy được một trụ duy nhất mà thôi. Và những công trình được mở ra liên tiếp dành cho JDG, họ đang có power play là hơn 3k tiền. Và hơn nữa là những người chơi chủ lực của JDG đang rất xanh ở thời điểm này. Kalista Rula đã có 3 món chuẩn bị lớn, trong khi đó thì Guma Yuxi, đây là thời điểm tối tăm nhất của một con Caitlyn. Đó là thời điểm mà mid game. Về late game thì Caitlyn có độ tải bắn sẽ ổn hơn một chút xíu, nhưng khúc mid game này khó bắn lắm. Và chắc chắn rồi JDG họ là sẽ là người sẽ hướng tới những công trình tiếp theo để mở ra những vùng tầm nhìn, mở ra khả năng kiểm soát bản đồ, đặc biệt là những mục tiêu lớn tiếp theo. Jindong nếu như không phạm sai lầm, họ sẽ có được thắng lợi ở trong bảng thi đấu thứ hai này. Họ đang muốn tận dụng nốt. Nay suy nghĩ về chuyện biến về nhưng mà ta chắc là tính là chưa đủ tiền, nên thôi đẩy nốt. Hoặc là ta tiếc cái đợt lính đã đẩy lên khá cao rồi, đồng đội kêu thôi bây giờ đẩy nốt cái trụ hai đường trên. Và Nai sẽ quyết định ở lại. 369 vẫn đang đẩy ở cánh dưới, nó chính xác hơn là phòng ngự cánh dưới.
Và sau 9 có dịch chuyển sẵn sàng. Còn Faker thì đem về thêm một tiền thưởng mục tiêu nữa cho bên phía của Thiêu Anh với việc phá được trụ một đường dưới. Nhưng trụ hai đường trên này thì hơi khó cho Thiêu Anh phòng ngự. Toàn bộ trụ ngoài của Thiêu Anh đã bị phá hủy. Và Faker đang bị đẩy lui về bởi Kasate trong tay 369. Tạm thời sẽ là một trụ đổ một trụ mà thôi, nhưng Faker giúp cho đồng đội của mình có tiền thưởng mục tiêu. Và tạm thời tôi nghĩ rằng Thiêu Anh họ cũng đang có được những cái động thái nhất định trong việc là tìm lại những cái phương hướng để gỡ gạc. Và trang bị tiếp theo mà Umayoshi quyết định lên đó là một cái đại bác linh thành không có xuyên giáp, và Kasante 369 bây giờ băng tay mai tú tơ tay giáp, găng tay băng giá, găng tay băng hỏa cùng với cả một cái giáp gai nữa. Tôi thề với các bạn luôn, cho Umayoshi bắn 369 bắn tới hết đạn, rồi may ra cầm cái bắn súng độc thì may ra là có đam chứ bắn thì chịu. Faker sẽ là người cố gắng để giúp cho T1 họ có một niềm hy vọng, nhưng đồ của Faker đã bị thọt lại. Faker bây giờ mới chỉ có được 2 món trang bị lớn mà thôi. Còn những người chơi chủ lực bên kia, Rule là 3 món rưỡi, trong đó Nai chuẩn bị đã có được 3 món lớn. Và trong đó có một cái món mà nó rất đắt là bũ thủy lập đình. Tạm thời, VDG họ đã muốn chia người sang 3 cánh, sau đó đẩy trước. Và họ muốn nghĩ Baron này chăng? Bởi vì Baron 1 phút 28 giây nữa nó sẽ xuất hiện. Họ không vội, tại vì thực ra đội hình của Jin Dong không gặp vấn đề về sức mạnh giai đoạn sau. Đội hình của T1 thì họ vẫn sẽ có một con Caitlyn về đằng sau, nó không thực sự có nhiều tác dụng lắm. Còn bên phía bên này thì với con Senna thì thêm tí nữa cũng được, thêm tí sinh khỏe thôi, không vấn đề gì cả. Và Cassante cũng mới chỉ 3 món thôi mà, nên Jin Dong không vội, họ đánh đủ 4 con rồng lửa cũng được. Nhưng mà chắc chắn là khi Baron ra thì họ sẽ làm lại bài cũ thôi, sẽ tổ chức một pha ép Baron. Rồi, bây giờ JDG muốn kiểm soát tầm nhìn quanh phần rừng đối phương trước đã. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà JDG lao vào sẽ hơi khó, bởi vì bên kia có nhiều cái công cụ để đẩy đối phương ra lắm. Ví dụ như quyền lực thiên nhiên hay là cái phân chia thiên hạ. Do đó thì JDG họ sẽ ép đối phương ra con Baron trước đã, sau đó họ mới tìm gấp trong việc là set up cái tình huống lao vào một cách tối ưu. Bởi vì nếu chủ động lao vào thì đối phương sẽ chủ động hơn trong việc là phòng chống cái khả năng bao vào đó. Bây giờ thì 369 được cắt cửa xuống đường dưới, anh ta sẽ tiếp tục tạo ra một thế đẩy bên cánh. Cái kiểu lên đồ của Zerg bây giờ nó đang bóp anh ta này. Đối phương bắt đầu có những cái đồ thủ trên người, ví dụ như là cái nỏ tử thủ trên người của Hung L, và sau đó thì là cái đồng hồ cát của Nai. Anh ta sẽ hướng tới tiếp theo. Là đồ nhiều lắm rồi. Ở đường giữa là Faker cũng cố gắng lên được 3 món trang bị. Cái chất lượng 3 món trang bị của Nai nó sẽ nhỉnh hơn. Lượng sát thương anh ta gây ra chắc chắn cũng sẽ áp lực hơn. Đó là đặt điều kiện mà anh ta có những chi phí chính xác. Còn 369, thực ra thì nãy giờ 369 đánh rất là nền nã nha, ta không hề có, thậm chí là không trao đổi chiêu thức với lại rớt ở đường cánh luôn. Mà anh ta để dành cái lượng máu tối đa, lúc nào bước vào giao tranh 369 cũng 100% máu. Baron đã xuất hiện, cái team sẽ tập trung cái tầm nhìn của mình quanh xoay quanh cái con Baron này. Và từ từ, đạp bài tiết tung ra nó không trúng vào JDG. Nếu như mà JDG họ có thể nghĩ tới con rồng này, tôi nghĩ rằng họ đang muốn lấy con rồng trước. Họ sẽ cắt cử một vài người thôi, không phải là tất cả thành viên để tấn công rồng. Liệu T1 họ có muốn di chuyển thẳng ra Baron để có thể kiểm soát con Baron này không? Họ có thể suy nghĩ về điều đó. Tốc độ ăn Baron của họ cũng ở mức cá. Nó không phải là quá nhanh, nhưng mà nó ở mức cá. Canavi mở thẳng vào Faker, ta đấm thẳng luôn, ta có đủ sát thương và missing. Dứt điểm Faker, Canavi vẫn còn giáp thiên thần. Đồng đội của anh ta đang đứng kế bên. Canavi sẽ hồi sinh lại và xuyên tính kế bên hỗ trợ. Nhưng Canavi đập bẫy và nằm xuống. Kumeoshi tốc biến né khỏi lệnh sóng âm, bắt phát bắt trúng vào người của này. T1 đang muốn phản công ngược lại. Họ giữ chân được này, họ dứt điểm được này, nhưng sớt đã nằm xuống. 369 đang quẩy ở tuyến sau của T1 và không có khả năng chống cự từ Kumeoshi. T1 mất toàn bộ đội hình của mình và ván đấu thứ hai thuộc về Jin Dong. Rõ ràng là cái nhịp 1 T1 họ đã làm khá tốt khi mà một mạng đổ một mạng ở trong tình huống đó. Canavi đổi lấy Faker và hơn nữa là giao tranh, đó là giao tranh mà không phải là thế thua, bởi vì Umayoshi đã tấp biến để né lệnh sóng âm. Nhưng 369 tới một con Kasate nó quá khủng khiếp, phá nát đội hình của T1. Bây giờ JDG họ đã có được nhà lính ở đường giữa và sau đó họ quay thẳng ra con Baron này để tấn công. Tốc độ tấn công Baron của họ là rất nhanh với con bài Kalista có dây vỏ trên người. Việc Faker hồi sinh lại khiến cho Jin Dong chưa thể dứt điểm được ván đấu, chỉ là dừng lại ở mức là gần ngưỡng 10.000 tiền. Và họ sẽ có được thêm một loại Baron. Thứ duy nhất mà T1 có thể gỡ gạt lại được là T1 sẽ lao ra khu vực hang rồng. Nhưng bây giờ cái đường ra hang rồng của T1 cũng rất xa xôi. 369 còn di chuyển ở trên người. Chắc chắn 369 không muốn cho đối phương có được con rồng này. Bây giờ mùa lại Baron thứ 2 dành cho JDG, rồi họ đang hơn đối phương là hơn 10k tiền. Và T1 cũng không dám có đủ tự tin, nhưng không, quyết định là đẩy nếu như đối phương tấn công rồng. Như vậy là 369 và đồng đội nói rằng nếu như các bạn muốn ăn rồng
cho tôi xin cái căn cứ. Hai thành viên, hai người chơi đường đơn của Thiên Đông đẩy thẳng vào khu vực đường trên và Tiêu Anh hở sườn. 369 hướng đại băng tiễn, anh ta chẳng sợ gì cả, dùng cú mở đường của mình để có thể lui về, chẳng mất một tí xíu máu nào. Vụ lợi Baron vẫn đang được kích hoạt ở trụ ba đường trên của Tiêu Anh. Phần còn lại của Thiên Đông đang từ từ di chuyển để có thể giữ áp lực ở khu vực đường giữa, và trụ ba đường trên của Tiêu Anh sẽ bị gục ngã dưới những phát bắn của xe được kích hoạt bởi Vụ lợi Baron. Và bây giờ thì đang muốn tấn công bởi cánh đến từ JDG. Đường thẳng thì có quá nhiều bẫy rồi, JDG họ là muốn ép các cánh. Missy mất rất nhiều máu, tôi nghĩ không vấn đề gì cả, anh ta vẫn có thể tự hồi phục bản thân được, và đã có hai đường dành cho Thiên Đông rồi. Đường trên là vấn đề thời gian mà trụ đã không còn nữa. Tiêu Anh đang phải co cụm để có thể phòng ngự ở trong căn cứ của mình. Bách phát bách trúng, 369 lại đưa thân mình ra để đỡ cho đồng đội. Đĩa mặt trời của Faker vừa dựng lên đã bị Nai phá hủy ngay lập tức. Nhà lính đường trên của Tiêu Anh cũng không thể giữ lại được. Đại băng tiễn bắn ra một lần nữa, nhưng nó chỉ có một chút xíu áp lực mà thôi. 369 bị chặt một quy, không mảy may suy xuyển. Và hiện tại thì JDG họ đã có hai cửa rồi. Quyết định của họ là xuống đường dưới và thậm chí có thể ghé qua hàng rồng. Đảm bảo chắc chắn là nếu như họ fail trong nhịp đẩy tiếp theo thì họ vẫn còn một cái cửa, đó là linh hồn rồng. Bây giờ thì JDG họ đang tiến từ từ tiến chậm rãi xuống đường dưới, và sau đó là con rồng này, con rồng thứ 5 của ván thi đấu. Và JDG sẽ có con rồng lửa thứ 3. Ba rồng lửa, mặc dù chưa tới mức linh hồn rồng, nhưng đây vẫn là một cái lượng chỉ số sát thương cộng thêm cực kỳ đáng sợ dành cho Thiên Đông. Hồi nãy tôi thấy một pha mà Missing bắn đúng một phát mà pha đó, nhưng mà tôi nhớ là Kumayoshi hay là Kera đi phải 300 máu. Missing bây giờ đã có 128 hồn rồi, và anh ta đã có tầm đánh là trên 700. Một cái tầm đánh nó cực kỳ khủng khiếp. Ta là hiện tại Kadavi bị tấn công nhưng sẽ không nguy hiểm đâu. Bây giờ các thành viên của JDG họ đang chia người hai cánh, thậm chí họ đang đứng lên tới trên. Một loạt bẫy được Kumayoshi đặt ra để phòng ngự. Phòng tuyến cuối cùng của Tiêu Anh đang được dựng ở khu vực trụ ba đường dưới, nhưng căn cứ của họ bắt đầu bị đe dọa bởi những con lính siêu cấp, và vẫn còn 30 giây bù lại Baron để Thiên Đông có thể tăng cường sức mạnh cho những con lính của mình. Rất chưa thể nào giải quyết được con xe, anh ta tiến thêm một bước nơi dưới sự hỗ trợ của thất tiễn xạ của Keria đã hủy được con xe đó, nhưng căn cứ của Tiêu Anh vẫn đang bị đe dọa với những cái bẫy của Mayuxi đã kìm chân được Thiên Đông khá lâu. Nhưng bây giờ cái trụ đường dưới đã bị phá hủy rồi, cái nhà lính sẽ bị phá hủy ngay sau đây. Thế sân bay được tạo ra bởi JDG, và T1 bây giờ họ chỉ còn dựa vào cái trụ của mình, hai cái trụ bảo vệ nhà chính để phòng thủ mà thôi. Đại bên tiếp được tung ra, nó được né bởi các thành viên của JDG. Không có bất kỳ một ai bên phía Thiên Đông bị làm choáng cả. Bách phát bách trúng một lần nữa, kéo máu Missing. Nhưng để làm gì đây? Lại tiếp tục là những cái bẫy của Kumayoshi được đặt ra để tạo nên phòng tuyến phòng ngự cuối cùng dành cho T1. Họ đang đứng dưới chân hai trụ bảo vệ nhà chính của mình. Họ đang cố gắng đẩy lui, được đẩy vào từ bên phía của Thiên Đông. Và T1 tiếp tục phòng ngự được. Thậm chí là họ muốn phản công, đẩy quyền lực thiên nhiên ra, giữ chân 369 lại. Nhưng con cờ xanh tê này quá trâu. Đúng vậy, anh ta có 4 món trang bị lớn và đang ôm trong người quá nhiều tiền, do đó thì chắc chắn không thể nào tấn công nổi cái bài Kasate này. Và bây giờ thì Kumayoshi vẫn chưa có món trang bị xuyên giáp. Quá khó, bây giờ anh ta về nhà đóng thẳng một cái đỏ thần Dominic rồi, nhận ra vấn đề ngay lập tức. Nhưng anh ta lại bị thua đồ so với đối phương, đó là một cái vấn đề rất lớn. Và hơn nữa thì khi mà có được cái giáp thiên thần ở trên người thì không còn ngại rớt với một bài châm sát lực nữa. Trong khi đó thì này, về phải đóng thẳng ngay một đồng hồ cát, gia tăng được khả năng sống sót với con bài ở chốc này. Và ở chốc của Zerg sẽ cực kỳ khó để hoạt động, anh ta phải chờ đồng đội của mình make play trước, đặc biệt là quyền lực thiên nhiên cùng với cả phân chia thế hạng của Faker. Những nỗ lực phòng ngự của Thiên Anh đã giúp cho họ ngăn chặn được con Baron vừa rồi mà bên phía Thiên Đông kích hoạt, và chỉ dừng lại ở việc là mất hết 3 nhà lính mà thôi. Những cái nhà lính của họ thì ở đường giữa, chỉ còn 9 giây nữa là hồi lại. Một cơ hội nữa để phòng ngự dành cho Thiên Anh. Bắt đầu sẽ tiếp tục có những cái bẫy được đặt ra bởi Kumayoshi. Bây giờ thì JDG họ đang muốn đẩy đường dưới này. Ba cửa đã có, những cái nhà lính đường giữa sắp hồi. Nhà lính đường giữa đã hồi rồi, T1 họ sẽ dựa cái nhà lính này. Kadavi đang đứng ở đường giữa, anh ta bị cấu tỉa máu bởi Keria nhưng không xi nhê gì. Rớt muốn luôn sau. Anh ta đang đứng sau lưng đội hình của Thiên Đông. 369 là người bị dính đại băng tiện. Rớt bắt đầu bổ vào tìm kiếm ruler, tìm kiếm này, chặt được này nhưng đồng hồ đã được kích hoạt. Sau đó Kadavi đang dẫn đầu đội hình của Thiên Đông. Missing giữ chân Rớt lại và Rớt trở về dạng hồi sinh. Đội hình Thiên Đông chỉ có thể rút lui mà thôi. Nhưng rút về đâu bây giờ khi 369 đang búa ở tuyến sau. Anh ta có được double kill. Tìm kiếm người tiếp theo đó là Keria. Quipa đã trúng Keria gục ngã. Triple kill cho 369 và Thiên Đông chính thức cân bằng tỷ số 1-0. Và từ đó là chúng ta đã kết thúc rồi. Hiện tại tỷ số là
1 đều. Và cặp thi đấu này đã quay trở lại vạch xuất phát từ bộ 5 về bộ 3. Một ván thi đấu mà T1 quá rủi ro ở con rồng thứ 3 và họ đã phải trả giá. Ở thời điểm đó là thời điểm mà ngưỡng sức mạnh của JDG họ tới. T1 họ có 2 con rồng làm vốn rồi, họ đã có giai đoạn early game tương đối tốt so với đối phương. Nhưng mạo hiểm trong một tình huống và họ phải bỏ lại cả một ván thi đấu. Sự khác biệt ở trong ván thi đấu thứ hai này tôi nghĩ là cái vòng rừng ban đầu của Canavi. Ở ván đấu trước thì anh ta đã bị bất ngờ với khởi đầu cấp 1 của Honor. Và con vi của anh ta đã coi như là tàn hình trong ván đấu đầu tiên. Nhưng ván thi đấu thứ hai này mặc dù cũng bị áp lực ở cấp 1, cũng bị hạ gục trước khi mà có được bãi quan rừng đầu tiên. Nhưng lần này Canavi đã có được tác động tới ván đấu, mặc dù là Thiêu Anh cũng khéo nha. Việc né được